nay, thực khách quen ăn bánh canh cua, bánh canh giò, bánh canh bò viên, bánh canh chả cá. Nhưng có vẻ ít ai biết đến món bánh canh tôm tích. Nằm ở góc đường Nguyễn Tri Phương và đường Hòa Hảo, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bánh canh tôm tích tại hàng 86 cứ dọn ra là khách lại ghé đến đông. Mỗi đêm bán đến hàng trăm tô để phục vụ cho thực khách. Quán tôi là bán được, nếu mà tính ra từ đầu là bán được tầm khoảng mười mấy năm, nhưng mà lúc trước là bán chung với chè, nhưng mà sau này thì không có bán chè, nghỉ bán chè rồi bán bánh canh thôi. Thực đơn của quán là có bánh canh cua, là có cua rồi tôm, tôm tích với lại cua gạch. Thì tùy theo khách, nói chung mình chia ra tám món, tùy theo khách người ta thích ăn cái nào thì mình lấy cái đó. Giờ bán trung bình một đêm vậy là bán khoảng chừng hơn 300 tô. Riêng phần tôm tích không thì khoảng chừng 5-6 kg. Những ngày cuối tuần hay cao điểm thì có thể là 8-9 kg một ngày. Khách ở đây, khách người ta thích nhất là bánh canh cua tôm tích. Là bánh canh cua tôm tích đó, là có một tô là có cua tôm tích với chả cá với thịt với chả cua. Quán là lựa chọn nguyên liệu kỹ lắm, là toàn bộ là đồ tươi sống hết. Là thứ nhất, thứ hai nữa là tôm tích là mình cũng chọn rất là kỹ, là toàn bộ là tôm tích gạch hết. Mà hiện giờ mà tôm tích gạch thì nó hơi bị hiếm trên thị trường. Mà thường thường là tôm tích gạch thì phải theo mùa, có mùa nó có gạch, có mùa nó không có gạch. Nhưng mà ở đây là lúc nào cũng có tôm tích gạch. Ở đây là 252 Nguyễn Tri Phương, bán từ 7 giờ tối cho tới 3 rưỡi sáng. Còn chi nhánh ở Vĩnh Viễn, 325 Vĩnh Viễn á, là bán từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Tô bánh canh to bự, thêm tôm tích, chả, thịt, chan nước lèo thơm lừng, nóng hổi. Khiến ai đi ngang qua đoạn đường này cũng dễ bị cuốn lấy. Hôm nay cũng rất là tình cờ là tôi đi với bạn tôi. Thì bạn cũng ở Sài Gòn khá là lâu và hôm nay được bạn dẫn đi ăn. Hôm nay thì tôi ăn món bánh canh tôm tích. Thì tôi thấy rất là ngon. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên được thưởng thức cái món này, thấy rất là thú vị. Có lẽ là cái món này rất là hợp khẩu vị với tôi, bởi vì là nó có một cái vị gì đấy vừa ngọt này, vừa cay này, lại rất là hòa quyện rất là nhiều cái nguyên liệu rồi hương vị khác nhau. Thì thấy rất là may mắn được thưởng thức cái món này hôm nay. Nước dùng đây là làm rất dễ ăn. Tôi rất thích ăn để những dịp cuối tuần mưa thường ghé chở con tôi ăn. Tôm tích thì ngon. Tôm giá thì bình dân nhưng mà tôm thì cũng rất là ngon, có gạch và nhiều. Bánh canh thì dai mềm. Nước thì nó vừa ăn. Không gian quán thì nói chung là ngồi thoáng mát, những nơi quán phục vụ sinh viên là nhiều.